biết rõ sự tái sanh trong tương lai. Lời Phật dạy, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này, chỗ kia như vậy, tái sanh trong tương lai sẽ xảy ra. Vô minh được xả ly, minh khởi tham ái được đoạn diệt, ly dục ly ác pháp, như vậy tái sanh trong tương lai sẽ không xảy ra. Tăng Nhất A Hàm tập 3. Chú giải, muốn hiểu rõ đoạn kinh này thì chúng ta phải hiểu rõ những danh từ cần thiết như vô minh, tham ái, hữu tình, tái sanh. 1. Vô minh nghĩa là gì? Các bạn đừng hiểu nghĩa là không biết, không hiểu, không thông minh, ngu dốt, vân vân. Vô minh ở đây có nghĩa là hiểu biết rất rõ ràng, thông minh, có trí tuệ, không ngu dốt, vân vân. Nhưng nó thường đối mặt với minh, nên nó có một nghĩa khác hơn minh. Phần đông trong xã hội loài người đều là những người vô minh. Các bạn có nhận xét điều này chưa? Khi nói mọi người đều vô minh thì các bạn rất ngạc nhiên vì không thể ngờ được, phải vậy không các bạn? Các bạn có biết không, những người vô minh không riêng với bình dân ít học, tay lắm chân bùn, cùng đinh khốn khổ, sống không đủ cơm ăn áo mặc, mà cho đến những giới trí thức có đầy đủ học thức như những nhà bác học, những ông giáo sư, các bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ và những nhà khoa học danh tiếng, vân vân. Tuy họ có trình độ học thức về đời cao như vậy, nhưng đối với Phật giáo, họ vẫn là những người vô minh. Cho nên, Kinh Pháp Cú dạy, vui thay Phật ra đời. Phật ra đời luôn luôn đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người và mọi loài trên hành tinh sống này. Nhưng có mấy ai đã hiểu biết đúng như vậy? Tất cả mọi người đang sống trong mộng mơ, ảo tưởng, mơ hồ của thế tục, của các tôn giáo, của các triết học, vân vân. Ở đâu có vô minh thì ở đó không có minh. Ở đâu có minh thì ở đó không có vô minh. Minh là bờ bên kia và vô minh là bờ bên này. Bờ bên này là đau khổ và bờ bên kia là giải thoát. Như vậy, luận về minh và vô minh thì chúng ta đã nhận ra pháp tu hành của Phật giáo rất rõ ràng. Chỉ có điều chúng ta muốn ở bờ bên này hay bờ bên kia mà thôi. Muốn khổ đau thì ở bờ bên này. Ở bờ bên này thì đừng than trời trách đất. Muốn hết khổ đau thì ở bờ bên kia. Bờ bên kia là giải thoát, tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. 2. Tham ái nghĩa là gì? Tham là lòng ham muốn, ái là lòng yêu thích. Đã là con người thì ai cũng có lòng ham muốn và ưa thích, hoặc nhiều hoặc ít. Lòng ham muốn và ưa thích là một sợi dây vô hình thường trói buộc rất chặt chúng ta vào dạng vật. Khi chúng ta khởi tâm ưa thích hay ham muốn một vật gì, thì chúng ta bị trói chặt vào vật ấy, khó cho chúng ta buông bỏ được nó. Thí dụ, khi chúng ta khởi ý ham thích ưa muốn có một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, thì lúc bấy giờ muốn bỏ ý niệm ấy rất khó. Nó thôi thúc chúng ta phải cố gắng làm lụng hoặc phải bán đến cả đất đai của cha mẹ để xây cất cho bằng được ngôi nhà. Đó là bị tham ái trói buộc. Cho nên Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy tham ái rất là nguy hiểm. Nó như sợi dây trói buộc rất chặt. Bị tham ái trói buộc, đó là lời cảnh báo để chúng ta thoát ra sợi dây vô hình này. Nếu mọi người không biết Phật Pháp thì chắc chắn không người nào tự ý thức để thoát khỏi sợi dây tham ái này, có đúng không các bạn? Đời người thường bị khổ đau đều do sợi dây tham ái này. Bát Chánh Đạo giúp chúng ta cắt đứt những sợi dây tham ái đó. Thưa các bạn, chúng tôi đã nhờ pháp môn Bát Chánh Đạo mà đoạn lìa được sợi dây tham ái này một cách dễ dàng, không mấy khó khăn và mệt nhọc. Chỉ có bền chí ngày ngày siêng năng mài dũa tâm mình đúng pháp, có công mài sắt có ngày nên kim các bạn ạ. 3. Hữu tình là gì? Hữu là có, tình là tình cảm, cảm mến. Các loài hữu tình là chỉ chung cho loài người và loài vật, loài có tình cảm. 4. Tái sanh là gì? Tái sanh có nghĩa là sanh trở lại làm người, làm loài vật. Đọc hết đoạn kinh này ta biết rõ, các loài hữu tình thích thú chỗ này, chỗ kia như vậy, tái sanh trong tương lai sẽ xảy ra. Lời dạy này rất đúng, mọi người đang sống trên hành tinh này luôn luôn ưa thích cái này cái kia, lúc nào cũng ưa thích, do tâm ưa thích
mà loài người cũng như loài vật đều phải chịu tiếp tục tái sanh luân hồi. Chúng tôi xin các bạn vui lòng đọc lại trọn vẹn đoạn kinh trên đây để chúng ta rút ra được một bài pháp tu tập thực tế và cụ thể có pháp hành hẳn hoi. Bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia như vậy, tái sanh trong tương lai sẽ xảy ra. Như vậy muốn chấm dứt tái sanh luân hồi thì phải diệt trừ vô minh. Do vô minh mà có tham ái, do tham ái mà thích cái này cái kia, do ưa thích cái này cái kia mà phải chịu tái sanh luân hồi khổ đau muôn kiếp. Như vậy, vô minh là vấn đề quan trọng hàng đầu trong sự tu tập thiền định của Phật giáo, là đề tài tối hậu, cần phải tiêu diệt, cần phải từ bỏ, cần phải xa lìa, vân vân. Với đề tài vô minh này, người tu sĩ hay cư sĩ Phật giáo phải lưu ý bằng mọi cách để thiện xảo dán sạch màn vô minh. Muốn dán sạch màn vô minh thì chúng ta phải có minh, tức là trí tuệ tam minh. Nhưng làm sao có tam minh được? Muốn có trí tuệ tam minh thì chúng ta phải tu tập bằng những con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh niệm tức là tứ niệm xứ thuộc định vô lậu. Vậy muốn tu tập định vô lậu thì phải dùng pháp gì? Muốn tu tập định vô lậu thì phải dùng ý thức, pháp tác ý và pháp như lý tác ý. Xin các bạn lưu ý, con đường tu tập theo Phật giáo, ý thức là vũ khí hàng đầu trong việc đánh giặc sanh tử. Ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Dùng ý thức tu tập đúng cách, chúng ta mới ly dục ly ác pháp. Nhờ ly dục ly ác pháp mà tâm mới nhập định. Nhờ định mà ta có tam minh. Nhờ tam minh mà vô minh mới diệt trừ tận gốc. Hay nói cách khác, nhờ tam minh mà tham ái được diệt trừ tận gốc. Như vậy, đến đây các bạn đều đã biết phương pháp và cách thức tu tập rất rõ ràng, phải không hỡi các bạn? Còn chánh định tức là bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngoài bốn thiền này, không có thiền nào được gọi là chánh định. Vì thế, nói về thiền định, các bạn cần nên lưu ý để tránh khỏi những tà thiền của ngoại đạo. Cho nên, kết luận đoạn kinh, Đức Phật dạy như dưới đây: vô minh được xả ly, minh khởi tham ái được đoạn diệt, diệt dục diệt ác pháp. Như vậy, tái sanh trong tương lai sẽ không xảy ra. Nếu chúng ta xét cho kỹ đoạn kinh này, thì chúng ta thấy Đức Phật đã trao cho chúng ta một bí quyết cốt tủy giải thoát của đạo. Chỉ cần siêng năng tu tập là đạt được kết quả ngay liền. Như lời dạy trên, trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo, chúng ta thấy rất rõ, kẻ nào vô minh thường bị tham ái trói buộc, thích thú, vui chơi chỗ này, chỗ kia, thì sự đau khổ và tái sanh luân hồi không thể tránh khỏi. Còn kẻ nào ly dục, ly ác pháp thì được giải thoát, an vui, tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an lạc.